Đây là món hành, đây hành ngâm đây. Sữa nó mua trong siêu thị chứ không phải ở ngoài đâu con. Của cái bà hôm nay bà từ thiện. Chờ xíu. Bà chủ nhà. Chị thuê ở đây à? Dạ. Ở đây có cả sữa miễn phí cho trẻ em luôn. Sữa chưa vô đó. Hủ tiếu khô ăn với lại xương với lòng.